beo nâu, đằng kia là áo beo trắng. Mẹ ơi, con đã tìm được chồng rồi. Chồng, oppa. Uni, ủa gì vậy? Uni, where are you Uni? Cháu lại đây coi làm gì mà lao bếp như vậy? Em nói hôm nay áo beo trắng gặp áo beo nâu thì vô đây là một cặp chứ còn gì nữa. Hồi nãy người ta đứng từ xa, người ta thấy tóc xăng xăng Lee Min Ho, nó đó, áo beo kim bum, khẩu vị ngôi sao, mình nghĩ đây là một soái ca nào đó. Té ra gương mặt quen thuộc của tôi. Chứ còn gì nữa, anh nói em nghe, em bớt bớt lại đi. Đi chương trình nào cũng đi tìm chồng hết trơn, tôi không hiểu. Đó là nỗi áp lực của em anh à, mẹ em luôn luôn bức em phải có chồng, em không hiểu tại sao. Bác gái, con nói cho bác nghe, đâu đứng đây coi. Trời đất ơi, dù gì con gái bác cũng rất là đẹp, rất là xinh, tài năng, xuất chúng. Vậy mà ê hả em? Thì cũng tại vì không biết nấu ăn đó anh. Ừ, tới đây là nhưng đúng rồi. Nhưng mời đến những chương trình ẩm thực đó anh. Vậy thì ngày hôm nay hy vọng rằng là em sẽ có được một tấm chồng nhưng mà không phải anh nha. Rồi ok, đâu giờ làm sao đó nè. Nhưng mà trước khi tham gia chương trình này, hứa nhẹ với anh cái đi. Vụ gì ạ? À? Đừng đi tìm chồng nữa em ơi. Nha em nha. Rồi tại... anh nói mẹ em. Anh nói nhỏ này em nghe, thật sự lên đây. Tại vì anh biết em tham gia chương trình này đi tìm chồng, anh sợ là những người đàn ông khi tham gia chương trình này sẽ cảm thấy là à chết rồi, phải lấy là cô Nguyễn Bình Châu sao. Anh phải đây, anh cắt chặn cái đường dây này liền. Anh sẽ ở đây tới cuối hành trình của khẩu vị ngôi sao luôn, chừng nào không quay lại thì thôi. Lãnh tuyệt đường chồng con của em vậy luôn đó. Đúng rồi. Ừ. Trừ khi tốt chế... xung quanh được những người anh em tốt lắm. Trừ khi chế Nguyễn Quỳnh Châu sẽ nấu được những món ăn ngon, vậy thì anh sẽ gả chồng cho em. Thôi thì bây giờ biết đâu là hôm nay em chưa nấu được thì bữa sau em nấu cho anh. Nhưng mà bữa nay có ai nấu cho em không đã? Chắc chắn là có. Và xin được chào mừng chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng với tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng khám phá khẩu vị ngôi sao. Minh Dương, Quỳnh Châu đã có mặt tại Khẩu Vị Ngôi Sao. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá tủ lạnh để biết được xem sở thích ăn uống của Quỳnh Châu như thế nào nhé. Nào, đi em thôi. Tèn tèn tèn. Đi khám phá tủ lạnh ngày hôm nay. Yeah. Châu ơi, đây là cái tủ lạnh. Hết hồn, tưởng nói cái tivi là hơi mệt. Rồi, tủ lạnh ngày hôm nay sẽ chứa rất là nhiều loại thực phẩm khác nhau, mà chắc chắn sẽ là những loại thực phẩm em thích. À, em đã không ăn gì cả ngày hôm nay, chỉ để đến với Khẩu Vị Ngôi Sao để ăn. Dạ. Và đây chính là phần em thích nhất, chính xác rồi. Hoàng, trước khi mở, cho hỏi em thích nhất món gì? Em thích nhất trà sữa. Trà sữa. Đây là nguyên cái tủ lạnh trà sữa cho em. 1, 2, 3. Yeah. Ủa sao cái mặt em ngơ ngác vậy, thích vô. Đây có rất là nhiều cái loại thực phẩm mà em thích luôn. À, em nói thích trà sữa đúng không? Đây có sữa. Yeah. Và anh sẽ tặng cho em rất là nhiều những cái loại lá khác nhau. Đây là có thể gọi là lá trà chẳng hạn đi. Ừ, cứ tưởng tượng như em sẽ ăn cùi pha là trà sữa rồi. Sao? Em hơi hoang mang một chút là tại sao lại nhiều rau củ quá như vậy. Tuy là em là cô gái Đà Lạt, một xứ sở của rau, nhưng đó là những món em ghét nhất. Ủa sao kỳ vậy? Em không ăn. Vậy tại sao làn da của em vẫn đẹp đến như vậy? Đó là vì em là tiên nữ giáng trần. Bỏ luôn đi cháu. Rồi vô đây. Thích ăn là đồ sống này em. Ồ gì đấy? Cơm hến. Món quê em. Quê mẹ em. Quê em hay mưa. Đó là miền Tây. Nói chung là về Huế thì có món cơm hến rất là đặc sản rồi. Nhưng cái món cơm hến này là ngày hôm nay anh tặng cho em, kèm thêm một món quà đặc biệt nữa. Kèm gì nữa? Đó chính... một ly trà sữa. Chính xác, đó chính là hành lá. Anh có biết là em ghét nhất là hành không? Ủa thì vì lý do em ghét cho nên mới tặng cho em. Anh đừng im ở đây, anh lấy cái muỗng cho em ăn. Em là tim không hành. Bây giờ em không hành. Ta 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 ta. Bây giờ nè, ăn trong nước mắt nè. Được thôi, đây chính là một cái thử thách đầu tiên của chương trình. Nếu như em vượt qua được, chắc chắn em sẽ được ăn một cái món ăn rất là ngon sau đó. Biên tập chương trình mời em đến bảo rằng là đến chỉ có ăn thôi. Đúng, bây giờ ăn nè. Em lại quên hỏi là ăn cái gì. Lỗi em. Rồi, nào. Thật sự khó vậy em ăn quá em. Thử xem. Nghe cái mùi thấy nó thơm bây giờ luôn á. Lý do gì em sẽ ăn cái muỗng này? Khi bạn làm cái gì bạn phải có phần thưởng sau đó. Chính xác, là... anh nói rồi. Đó chính là những món ăn rất ngon ở phía sau. Và không hành. Cho em lựa chọn luôn. Ba sẽ không lựa chọn là được rồi, lựa chọn là được rồi. Cái gì mà bớt bớt ra vậy? Món ăn vậy được rồi nhé. Ba, hai, ba.
Nào, mình ăn trong cái nụ cười thật là duyên dáng. Đúng rồi, mình là người mẫu mà, đúng chưa? Đó, đẹp lên. Ăn theo kiểu quảng cáo món cơm hến miền quê của mình. Đào thử lại coi nè. Nè, múc. Múc một muỗng là đúng rồi. Nhẹ lên. Hơi lố tay hành rồi. Rồi, đó, đúng rồi. Nào, tưởng tượng xem trong một muỗng cơm hến có rất nhiều hành, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Ôi, dậy mùi hành. Ê, cái gì vậy? Cháu. Cái gì vậy? Thay đổi mùi liền. Thay đổi liền hả? À, em chụp cái gì vậy? Một ly trà sữa. À, đây, cho em cảm khúc nữa. Một. Trong tủ lạnh ngày hôm nay của chị Nguyễn Quỳnh Châu thì có rất là nhiều món nữa. Đúng. Ồ, đây nữa nè. Bánh tráng muối. Ừ. Cái món này là món rất là bình dân. Em cực kỳ thích luôn. Được rồi, đóng tủ lạnh lại nha. Ok. Ngon quá, ngon chưa? Quá. Ngày hôm nay thì chúng ta đã khám phá cái tủ lạnh của Châu ở đây. Nhưng mà bên cạnh đó còn tặng cho Châu thêm một món quà hấp dẫn nữa. Đó chính là gặp gỡ các bạn người chơi. Wow. Bật mí, đây chính là fan hâm mộ của em đó. Thật cá, thật cá. Đúng rồi, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục gặp gỡ thần tượng. Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Và khách mời của chúng ta đó chính là chị Nguyễn Quỳnh Châu. Châu ơi, như đã hứa với em là ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn người chơi là fans hâm mộ của em. Em tưởng là tới đây là ăn là sẽ là mời một đầu bếp ra nấu ăn hay là em sẽ là thử nấu ăn, thường là như vậy. Còn bây giờ là các bạn ra nhìn em nấu hả? Không, không phải nha. À, chính các bạn fans hâm mộ của em sẽ nấu ăn cho em ăn. Wow. Vậy là xong rồi. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ hai bạn trẻ rất là dễ thương và cá tính. Đó chính là Quách Thái và Thanh Du. Trời ơi, trời ơi, tay bắt mặt mừng nè. Đấy nha chị. Wow. Ủa bây giờ về chỗ chứ em ơi đây. Đó, hai bạn qua kia, tí xíu nữa chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian với nhau. Công nhận. Sao? Xinh giống em. Tụi em tự giới thiệu về mình tí xíu đi. Em tên là Mai Quang Thái. Em đang làm là nhân viên ở Hòa Nhà Hàng. Còn bạn Du? Dạ, em chào mọi người, em là Thanh Du. Hiện tại thì em đang sinh hoạt trong câu lạc bộ MC Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Wow, cũng có một cái sự hợp nhẹ nha. Vừa xinh nè, vừa làm MC nữa. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Châu. Các bạn đã sẵn sàng chưa để chúng ta đến với cái phần đặt câu hỏi nhanh cho Châu và Châu sẽ trả lời cho các bạn? Dạ, em đợi dạ cái phần này nãy giờ luôn. Đúng không? Wow. Châu ơi, bây giờ nha, đây chính là khoảng thời gian dành cho chị Nguyễn Quỳnh Châu cùng với hai người fans hâm mộ của mình để có thể nói chuyện cùng với nhau rất là nhanh thôi. Chúng bắt đầu, xin mời các bạn. Chị đã bao giờ tỏ tình trước chưa? Chưa, Châu chưa bao giờ tỏ tình trước. À, từ trước giờ Châu đã yêu bao nhiêu lần rồi? Một lần. À, giữa ăn và ngủ chị chọn cái nào? Giữa ăn và ngủ chọn cái nào? Ngủ. Châu ăn ngủ. Những lúc buồn thì Châu thường làm gì? Châu thường nghe nhạc. Nếu bây giờ bị bắt lấy chồng thì phản ứng của chị như thế nào? Không muốn lấy chồng đâu. Nhưng mà vẫn đi tìm chồng đấy thôi. Tại vì áp lực gia đình đó nè, áp lực gia đình. Châu có điều gì tự ti về bản thân của mình hay không? Ốm hả? Mẫu người bạn trai của chị có phần trăm nào giống anh Minh Xù không ạ? Có. Em, cảm ơn em. Em nói không chắc là chết. Khi mà gặp trai đẹp ở ngoài đường thì Châu sẽ làm gì? Nào. Châu thích, Châu thích nhìn đẹp, gái đẹp hơn. Rồi, hết giờ. Cảm ơn hai bạn nha. Đây chính là một cái phần nhỏ thôi để chúng ta có thể tìm hiểu về cái bên trong của chị Nguyễn Quỳnh Châu. Bây giờ mình đến một trò chơi đi. Đó là thoải mái thôi, không có gì đâu. Hít đất trầm cái. À, hít đất trước thẳng. Châu, Châu ơi, không em. Mình phải tập thể dục trước khi nãy mình ăn chứ. Ăn hành xong bây giờ lại hành là hít đất. Thật sự luôn á, trời, người ta đến đây để người ta ăn. Vậy thôi, mình không có hành động, mình dùng cái miệng được không? Là gì vậy? Đó chính là em sẽ dùng lời nói của mình để có thể diễn tả những cái món thực phẩm để cho các bạn ở bên kia ai đoán được nhiều thực phẩm hơn thì là bạn chiến thắng. Trời ơi, cái này là trò của em rồi. Chắc chắn. Đây, rất dễ là hiểu. Nhiều loại thực phẩm ở đằng sau ở đây. Chắc chắn. Nhưng đây chưa phải là những món thực phẩm chính mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay. Hai bạn sẽ phải lắng nghe sự nghĩ thật là kỹ đến từ chị Châu nha. Ôi, nhưng mà hai bạn mà người nào trả lời thắng thì sẽ được cái gì? Đây, nếu như chị Nguyễn Quỳnh Châu gợi ý cho các bạn dùng những cái từ gợi ý không trùng với từ khóa thì các bạn trả lời chính xác thì các bạn sẽ được điểm. Còn nếu như mà gợi ý mà trùng với từ khóa là coi như từ khóa đó không được tính rồi quy. Dạ. Rồi, đó là cái nội quy của trò chơi này. Còn cái phần thưởng đó chính là hai bạn, nếu như bạn nào chiến thắng, bạn sẽ nhận được một món quà cực phẩm đến từ chị Chế Nguyễn Quỳnh Châu.
đó là gì tí xíu nữa chúng ta biết. Chương trình này càng ngày càng bí ẩn. Ừ, thôi chơi cái đã. Rồi, và bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đoán tên thực phẩm. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Và ngay bây giờ trên hai khu vực của Minh Sù, cánh trái và cánh phải, là ba nhân vật. Chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc chiến, đó chính là đoán tên thực phẩm. Chào ơi, bây giờ đằng sau lưng hai bạn sẽ có một cái TV, trên đó sẽ hiện ra cái món thực phẩm ngày hôm nay, và em sẽ gợi ý cho hai bạn. Còn các bạn thì sẽ lưu ý không được xoay lưng để có thể nhìn thấy cái từ khóa của chúng tôi ở đằng sau nha. Như thế là phạm quy. Tụi em có một cái tâm linh tương thông, anh hiểu không? Sẽ hiểu không. Nhưng cần. Mà chỉ có một người thắng mà thôi. Và bây giờ thời gian bắt đầu. Có hai chữ: mẹ, bỏ dấu, trái me. Chính xác. Tiếp tục. Lạc trôi. Nó là một loại hạt. Đậu phộng. Đúng. Chính rồi. Xác. Dưới biển. Dưới cá. Biển là con gì rồi? Biết bay. Chim. Cá chim. Chính xác. À, Đà Lạt, đặc sản Đà Lạt. Trái màu đỏ hình tròn. À, trái màu đỏ. Trái dâu. Làm spaghetti có đó là cà chua. Chính xác. Cái món này làm từ cái hạt hồi nãy, nấu từ gạo nếp cộng với cái hạt đó. Cái hạt hồi nãy vừa mới chưa, cái hạt hồi nãy mình vừa mới ra đáp án đó. Đáp án là đặt cái hạt hồi xoay. Từ đầu tới giờ xoay mình đậu. Chỉ có một là đúng xoay. Rồi xoay đậu phộng. Chính xác. Cố lên Thái ơi. Cháu vừa thức ăn cái gì đó trộn. Cái gì trộn? Mì. Chưa chính xác. Cái gì móc từ tủ lạnh ra cái tô? Bánh tráng trộn. Không có chữ trộn. Không có vô, không có bánh tráng. Chính xác. Sữa gì, sữa gì? À đúng rồi, sữa, sữa cô gái gì? Cô gái Hà Lan. Hà Lan. Hạt. Đậu Hà Lan. Chính xác. Hết chưa? Trời ơi. Chồng nói ít quá. Sorry. Cái trái rất này là tiếc. Em ghét nữa nè, sao cứ đưa cái trái này cho em vậy? Em phải ăn cái trái này lúc mà em có con đó. Ủa tại hả? Đu đủ đủ xanh. Khi mà em hầm cùng với đuôi heo á thì em sẽ có sữa cho em bé. Và với những sự gợi ý của Chế Nguyễn Quỳnh Châu thì hai bạn người chơi của chúng ta đã đoán được rất là chính xác. Nhưng tỷ số của chúng ta là 4-3 nghiêng về bạn Du. Chúc mừng, bạn đã nhận được một phần thưởng cực phẩm của Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Và cực phẩm này là như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá ở phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Mình thích Châu cũng cách đây mấy năm rồi, khi mà Châu tham gia những cái chương trình về người mẫu, về sắc đẹp, và thấy Châu rất là dễ thương và vui tính, cho nên mình quyết định là đăng ký tham gia chương trình lần này để được có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình. Mình thích Châu từ lúc mà Châu tham gia một cuộc thi vào năm 2014. Sau đó mình bắt đầu theo dõi Châu, biết Châu qua nước ngoài là đi show, diễn thời trang, và bắt đầu đóng phim. Và tính Châu cũng rất là vui trong những cái phim đó, nên mình đã theo dõi Châu đến ngày hôm nay. Biết chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao có mời Châu đến nên mình đã đăng ký tham gia, và sẽ mong được gặp Châu trong ngày qua sắp tới. Du sẽ mang đến món sở trường của Du, đó là món mì Ý, nhưng mà mình có thay đổi một chút xíu. Đó là không dùng sợi mì truyền thống mà mình dùng cái nuôi mà mình bên mọi người thường gọi là pasta đó. Đến với chương trình ngày hôm nay, khi gặp Châu, mình sẽ gửi đến Châu món tàu hủ nhồi thịt. Đó là món sở trường của mình. Mình tin chắc rằng món này sẽ chinh phục được khẩu vị của Châu. Và đây chính là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hy vọng rằng là Quỳnh Châu sẽ thực hiện lời hứa của mình, tặng cho bạn Du của chúng ta một cực phẩm. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem các bạn ấy đang nấu món gì nha. Ok. Rồi. Du ơi, hôm nay em sẽ nấu món gì cho Châu? Em sẽ nấu món pasta. Mì Ý. Pasta. Nhưng mà em dùng nuôi pasta. Dùng nuôi chứ không phải là dùng mì Ý, đúng không? Với tất cả những nguyên vật liệu ngày hôm nay thì em nghĩ là mình có đầy đủ chưa? Em bị thiếu một cái rất là quan trọng. Đó chính là cà chua. Cà chua. Vậy là bây giờ em phải đi tìm cho chị Du à? Chính xác là như vậy, em chờ nhé. Nhưng mà bên đây phải tìm hiểu xem chàng trai này sẽ nấu món gì cho em ngày hôm nay. Dạ, em nấu món tàu hủ nhồi thịt sốt cà chua. Tàu hủ nhồi thịt sốt cà chua. Nhưng anh dường như anh không thấy tàu hủ. Đúng rồi, không thấy tàu hủ đâu. Em đang bị thiếu một món tàu hủ. Mà trong khi tàu hủ là món chính quan chứ. Trọng luôn. Quan trọng luôn. Nếu như không có tàu hủ thì em sẽ làm gì? Chắc em sẽ phải đổi qua là thành cà chua nhồi thịt. Em được. Thích ăn tàu hủ. Đó, ủa vậy hả? Nên em sẽ tìm cách
kiếm cho được tàu hũ cho anh. Em chỉ được lấy đúng một món nếu như vượt qua thử thách của chương trình ở phần sau dành cho người chiến thắng ngày hôm nay ở đây thôi. Em chỉ được lấy cà chua. Chúng ta hãy cùng nhau đưa Quỳnh Châu đi gặp gỡ một nhân vật. Cô ấy chính là người quản trị lại cái tiệm tạp hóa của anh ba Mưa Nắng. Ngay bây giờ Châu ơi, hãy gặp chị ba Mưa Nắng đi em. Đi thôi. Tạm biệt. Thượng lộ Bình An. Mời cô dừng bước, dừng tay để em mua hàng chung em. Mua hàng. Hết lời rồi. Em chào chị ba Mưa Nắng. Em là Châu. Em sao cứng? Dạ em xin mấy trái cà chua nha chị. Chị sẽ thử thách em. Em vượt qua thử thách này thì em sẽ lấy mấy trái cà chua của chị. Thử thách dễ không chị? Giờ biết ca cải lương không? Cải lương. Rồi biết không? Em sẽ cố gắng. Thôi giờ mình hò đi ha. Hò. Ờ. À hò. Em biết rồi. Sống dài cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ hò. Phải duyên chồng vợ ngàn năm em vẫn chờ. Rồi. Trời ơi, thật sự chị đã hò hay như vậy rồi. Em mà hò nữa thì sẽ làm mất đi cái phần hay chị vừa mới hò. Chính xác rồi. Em rất cảm ơn vì hôm nay chị đã cho em nghe một câu hò tuyệt vời như vậy. Và trái cà chua này em xin phép được nhận. Cảm ơn chị rất nhiều. Đâu có dễ dàng gì cưng. Em phải hò. Trời ơi. Thôi miễn sao em hò được. Hò. Sông dài cá lội biệt tâm. Sông dài cá lội biệt tâm. Hò. Phải duyên chồng vợ. Cho dạ. Em xin ba trái cà chua. Được duyên. Cái này chị duyệt. Chị xin tặng em ba trái cà chua này mang về cho hai bạn. Dạ em cảm ơn chị. Rồi đem qua tặng cho bạn đi. Đây chị. Ngày hôm nay có thể nói rằng là chúng ta đã trải qua một cái giọng hò rất là hò. Rất là hò của chị Nguyễn Quỳnh Châu. Nhưng bây giờ em sẽ thoải mái hơn bằng cách là xem các bạn ấy nấu ăn như thế nào và thưởng thức khẩu vị của các bạn ấy dành cho em ngày hôm nay. Ok. Nhưng trước khi thi, tiếc quá em ơi, Thái ơi, không có tàu hũ rồi. Giờ sao? Chắc em làm cà chua luôn quá anh ơi. Dạ, yeah, chưa gì mà bạn ấy đã thủ sẵn rồi kìa. Thôi, không sao, những ý tưởng sáng tạo ở trong những gian bếp của chúng tôi là những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi chinh phục khẩu vị ngôi sao ngay bây giờ như thế nào. Xin mời hai bạn bắt đầu. À, cố lên, chúng ta chỉ còn lại 10 giây cuối cùng nữa mà thôi. Châu ơi, đếm đi Châu ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Giơ tay lên. Rồi. Xem như là chúng ta đã có hai món ăn ngày hôm nay. Và để xem là cái sự sáng tạo cũng như là cái khẩu vị của các bạn có hợp với chế của Châu hay không. Nào, xin mời hai món ăn của các bạn ra phía trước ạ. Tèn 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 tèn. Vẫn chưa hết cái tư tưởng lấy chồng hả? Rồi xin mời hai bạn về vị trí ở bên cánh phải. Wow. Trước mắt là vỗ tay cho các bạn trước đúng không? Bởi vì là quá xuất sắc hoàn thành xong cái thử thách này. Còn khẩu vị như nào thì xin mời Châu nhé. Em sẽ thử món nào trước? Bên kia là món đã được sáng tạo. Yeah. Với cái việc là bị thua cuộc không có được tàu hũ. Cho nên là có cái món là cà chua nhồi thịt. Bên này là món pasta. Cuộc đời em tự hào nhất là em biết nấu mì Ý. Và tất cả những con người xung quanh cuộc đời em đều đã bị em tra tấn món mì Ý. Nên là thôi em sẽ thử cái món mà mình có tay nghề một chút. Với món này thì không biết là cái ý tưởng của em như thế nào và cái cách chế biến ra làm sao. Dạ bình thường á thì em cũng giống như Châu, em rất là thích mì Ý. Và bình thường thì dùng sợi mì nó cũng quá nhàm chán rồi, cho nên hôm nay em thay đổi dùng cái pasta nuôi nơ. Tại vì nấu cho con gái mà, đẹp và dễ thương trước đã. Trong đây thì em có bỏ một chút cái mayonnaise cho nó có một chút béo, tại vì em thích ăn béo. Rất là giống em. Về phần trang trí là vì rất thích làm màu làm mè,
nhưng sơ sài. Em ơi, thật sự đó anh thắc mắc lắm luôn á, là màu làm mè mà nó cũng là gì nè, tức là mình vẫn thích bỏ thêm ngò thêm đồ nhưng mình không cắt cái cọng ngò ra, mình để nguyên vậy, mình để lên ở đây mình chỉ có 15 phút thôi. em chọc vậy thôi nhưng mà người ta làm đẹp hơn em thì anh bỏ cái đoạn sau đấy anh, vừa đẹp con mắt mà vừa ngon rồi. Ok vị. Em nhớ cái vị này nha. Okay. Rồi em uống miếng nước để thử cái món kia. Anh thấy em nấu giống như cái kiểu mà mình làm xíu mại á. Nó có cái nước sốt một tí xíu. Nhưng mà cái nước em thấy cũng lạ. Lúc đầu là tính làm đặc là nếu mà có tàu hũ. Còn bây giờ không có tàu hũ, em chế biến nó lại giống như là một ba cái bông sen tụm lại ở dưới nước kìa. Wow. Giống như là Việt Nam mình là bông sen là đẹp nhất, giống như là châu đẹp như bông sen vậy. Wow. Ê, chết rồi, bị thả thính. Rồi em sẽ hơi say nha. Em sẽ hấp thử miếng nước đã. Bạn ướp cái gì bên trong thịt đó bạn? Là có đường, bột ngọt và nước mắm. Là rồi trộn thịt với hành tím để cho nó thấm thịt ở bên trong. Mọi người giỏi thật sự luôn. Tại vì những ai mà làm những món mà nhồi nhồi trộn trộn là em thấy rất là giỏi. Tại vì nó... Chỉ có em dở thôi chứ ai cũng biết làm cho em ăn đi. Anh phải để cho em ý kiến chứ. Ý kiến cái gì sang nữa mà. Vừa thịt vừa cà chua nè. Wow, thịt đã chín hết rồi. Em mà làm những cái món mà bọc hai ba lớp vậy là ở trong không chín đâu. Em bớt lấy em ra làm tấm gương tươi sáng cho mọi người nha Châu. Nãy giờ chưa có một cái gì tốt đẹp hết trơn luôn. Nè ăn thịt xong rồi ăn lớp cà chua ở ngoài nó mát mát á anh. Thấy rất là lạ. Tại vì chưa ăn món này bao giờ. Cảm nhận tí xíu về món ăn của hai bạn xin mời Châu. Thật sự là kẻ 8 lạng, người 7 lạng chín. Tại vì nó chín vậy luôn á. Em rất là thích món Âu. Là đúng ý em. Về béo. Nhưng mà là bị một cái về pasta. Là em chỉ thích ăn spaghetti và em không thích thay đổi. Nhưng mà lại rất là ngon. Ở bên này á, rất là hay ở cái ý tưởng như anh nói là hoa sen ở trong nước. Mà đặc biệt là anh còn bị vấn đề khó là vì không có nguyên liệu đúng như anh muốn. Mà cái cà chua á, những loại trái cây á, khi mà hầm á, nó sẽ rất là dễ bị mềm, bị nhừ. Mà anh phải canh cái độ lửa sao mà nó vừa. Tại vì em ăn cái cà chua nó vẫn còn giòn, nó không bị mềm nhũn ra. Thì em thấy rất là khéo. Chỉ bị cái vị thôi. Kết quả ngay bây giờ Châu sẽ phải công bố. Xin mời. Khó quá ta. 5 4 3 2 1 Quyết định của Châu là pasta hay đậm sen. Tiêu chí của chương trình là khẩu vị ngôi sao. Em vẫn chọn cái tiêu chí là hợp đúng với cái khẩu vị của em. Nên em xin dành lời khen. Chào món của anh Thái. Yeah, chúc mừng. Đây, xin mời Châu sẽ trao cái giải thưởng này dành cho người chiến thắng ngày hôm nay. Đó chính là bạn Thái, chúc mừng. Nhưng không quên ôm bạn Du một cái đúng không ạ? Bởi vì các bạn ấy đã rất là tuyệt vời và xuất sắc ngày hôm nay ở đây. Tuy rằng là chúng ta có thắng có thua, nhưng mà Minh Xu nghĩ rằng là các bạn đến đây gặp gỡ được thần tượng của mình, được tham gia vào chương trình và được thể hiện cái khả năng nấu nướng nữa là một cái điều hạnh phúc rất lớn rồi. Không biết Châu muốn nói gì với hai bạn hay không? Rất là cảm ơn anh Thái và chị Du đã đến khẩu vị ngôi sao và đã nấu cho em hai món ăn rất là ngon. Và chúc cho hai anh chị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Quỳnh Châu. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với khẩu vị ngôi sao trong tuần này. Và hy vọng rằng quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin khép lại và hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chào.